cảm tạ gia đình bà Nguyễn Thị Chẩn chân thành cảm tạ các cơ quan ban ngành địa phương các cô dì chú bác họ hàng nội ngoại gia đình thông gia hàng xóm láng giềng bạn bè thân hữu gần xa đã gửi vòng hoa chia buồn tiễn đưa linh cữu mẹ bà chúng tôi là bà Nguyễn Thị Chẩn sinh năm 1938 hưởng thọ 87 tuổi về nơi an nghỉ cuối cùng trong lúc đang gia bối rối có điều gì sơ suất gia đình mong nhận được sự cảm thông và lượng thứ gia đình chúng tôi chân thành cảm ơn